Em có biết nếu không có em anh sẽ chết không? Nói vậy chứ em cũng thương anh nhiều lắm. Nếu thiếu anh em cũng sẽ chết. Hai đứa mày nói hoài, tao ẻ không ra tao cũng chết. Hai đứa mày nói hoài, tao ẻ không ra tao cũng chết. Nani? Năm nay cũng như năm nay, làm cho con đau đớn. Cuộc đời ôi sao bất công, nên đồng lòng không bao giờ đơn thân. Đúng là lòng không bao giờ được thẳng. Bởi vậy cuộc đời bất công quá. Tự nhiên đau bụng quá. Nó chịu đâu ăn gì đâu ta. Ăn có mấy trái xài với tấm móng cá linh thôi mà. Tự nhiên giờ đau bụng dưới đó ta. Ở chỗ nào cũng nào uống nước thôi. Chết luôn vậy đó. Sao từ chiều giờ anh gọi em không bắt máy vậy cho vậy? Trời ơi, chiều giờ em mới trốn ba mẹ em, đợi ba mẹ em ngủ rồi em mới lén ở đây được nè. Em biết anh tiền cực khổ đúng không? Chiều anh thập thò, anh nhỏ hết trơn cái bụi ngò của mẹ em luôn á. Chi chiều em ra em nấu canh chua, mà em ra em hái ngò, không còn cọng ngò nào hết trơn á. Vậy là anh hái hả? Chứ ai nữa. Trời ơi, hèn chi mà chiều. Em đứng em chửi quá trời chửi luôn. Vậy là em chửi anh rồi. Ôi em xin lỗi anh nha. Nửa lỗ tay quá trời luôn em ơi. Ủa mình mới gặp nhau mấy bữa nay mà bữa nay anh làm vậy hẹn mới gấp vậy anh. Nè anh có chuyện buồn quá trời em ơi. Ủa? Anh muốn tìm em để mà anh tâm sự á. Mà anh gọi em nhắn tin em không bắt máy làm anh hụt hẫng không em biết không? Ủa mà có chuyện gì vậy anh kể anh nghe được không? Chuyện như vậy nè em. Hôm nay anh bị ba anh đánh quá trời đánh luôn. Ba anh kêu anh đi kiếm cá gì nấu cơm. Mà anh nhớ là người ta chỉ ở chỗ nào có bọt á thì mình đặt cá là có. Cái anh mới chạy ùa ra ngoài đồng kìa. Có cái tụi nhỏ nó giăng trâu ngoài á. Cái anh thấy mấy con trâu nó đái em. Ví dụ đái bọt quá trời bọt luôn nên anh đặt ở đó. Mà anh chờ từ xa chưa tới chiều luôn. Không có con cá nào luôn em. Anh đi về ba anh quánh anh quá trời quánh. Anh chửi anh ngu. Trời ơi, ông chửi anh vậy là phải rồi đó. Sao anh tệ dữ vậy anh? Sao tệ em? Trời ơi, chỗ đó sao có cá được? Thì có bọt. Đâu phải. Bọt là bọt cá khác, bọt trâu đái khác anh ơi. Trời ơi, anh vậy là bị ổng quýnh là phải rồi. Cái gì vậy? Giận anh nè. Sao giận anh vậy? Vậy chứ anh vậy nữa anh cưới em về rồi sao anh nuôi được em? Anh tệ quá à. Thôi mà, đừng giận anh mà. Quay đi. Sao lại chia tay anh? Chiều ba anh đã chửi đánh anh hụt hẫng lắm rồi. Bây giờ em đòi chia tay nữa. Em có biết nếu không có em anh sẽ chết không? Nói vậy chứ em cũng thương anh nhiều lắm. Nếu thiếu anh em cũng sẽ chết. Hai đứa mày nói hoài, tao ẻ không ra tao cũng chết. Hai đứa mày nói...